Seoul, em xách theo đống hành lý cồng kềnh. Lần đầu sang Seoul, em vẫn mang thuốc lào và mang điếu. Sang Seoul lần này, mình mang theo trục trưng, lương khô găm đầy người và không quên mì gói. Ông ăn không? Lạc giang, lạc giang, ngon lắm. Lần này bên Jinca chiêu đãi cho những đại lý hàng đầu. Trần Thành Cao Jinca đưa chúng ta tới Đại Hàn dân quốc. Xem trên phim truyền hình thì Seoul đẹp lắm. Nghe Blackpink hàng ngày chỉ mong sao được ngắm. Nên em quyết định đi, Jinca cho mình đi đến Hàn Quốc mộng mơ. Tôi là người Việt Nam trong vườn hoa Hàn Quốc, cung điện của hoàng gia. Tôi mặc áo truyền thống, tôi selfie rồi đăng lên Facebook để bạn bè tôi thấy thèm. Nhưng mà rượu sơ chu lúc đầu thấy nhẹ lắm, uống một vài chục chai bắt đầu nó bị ngấm. Anh em ơi tìm hộ tôi cái chậu vì hình như tôi sắp phun. Ngồi ở chân Nam San vê thuốc xong đóng một điếu thật dài. Ôi ôi, thở một hơi như mây, tôi thấy tôi như tìm được chân ai. Ôi ôi, ôi tôi phê thật rồi, giờ không đi được nữa. Chân tay run bần bật, mồm tuôn ra toàn dãi. Xách nó lên, bây giờ mà không dắt là thằng này nó ngã ăn luôn. Do chẳng hợp đồ ăn, đau bụng bên Hàn Quốc, không hiểu được người ta nên chẳng mua được thuốc. Ông yên tâm, đoàn Jinca có thuốc, giờ mời ông hãy uống vào. Tại mụ vợ giặt mua hai khu sâm Hàn Quốc nên lạc đường ở đây, do đoàn tôi về trước. Tôi lang thang làm sao để trở về cùng đoàn Jinca của tôi. Tại bạn đi lung tung nhưng rất may đã tìm thấy bạn rồi. Là anh em Jinca luôn có nhau dẫu ngàn trùng sóng gió. Anh em ta đồng lòng cùng nhau ta đoàn kết, xây Jinca mạnh giàu để vươn ra biển lớn. Tôi ước ao những tòa nhà cao ốc đều dùng thạch cao Jinca. Tôi ước ao những tòa nhà thế giới đều dùng thạch cao Jinca. Tôi ước ao những người hành tinh khác dùng trần thạch cao Jinca. Jinca dẫn đầu chất lượng trần và vách ngăn.